Ok, xin chào tất cả anh em đã trở lại với kênh Di Khải Gaming nha. Và giờ Khải chúc anh em xem video vẻ mời. Ở video này thì Khải mua cái bao tay kháng lâu 30, sinh lực lực khá đẹp anh em. Nói chung cũng dạng như đưa vào cái top, đó là bao tay No 1 server ấy. Trong Thủy Yên thì anh em biết rồi, hôm qua thì Khải có xác định bài boss thì Khải được cái nhẫn 540. Thì theo Khải vừa tính toán thì Khải sẽ lên lại đảo mang một set đồ lại nha anh em. Vẫn là đủ hiệu ứng 80 chậm 80 chón. Và như set đồ cũ của Khải này anh em thì kháng lôi chỉ được 75+1. Thì lần này Khải mang bao tay kháng lôi 30 thì Khải sẽ dự định lên set full hiệu ứng 80 chón 80 chậm và có thể lên đến kháng lôi 75+2 nha anh em. Tí nữa anh em cùng xem Khải cái giao dịch cái bao tay như thế nào rồi Khải sẽ lên đảo sâu cho anh em xem nha. Và đây thì đây là Khải anh em cùng xem nhẹ với set đồ của siêu phẩm anh nha. Đang sở hữu mình một set đình quốc. Set đình quốc ở server này thì dạng đếm trên đầu ngón tay nha anh em. Đó, rất là hot luôn. Rồi, và có cho mình đó là một gia truyền động sắc 15, ngọc bội 25 là 40 may mắn và nhẫn xấu. Nhẫn xấu nữa là tính ra set may mắn là set 52 nha. Thì với cái đao tóc 30 độc sắc 27. Anh em cũng đã thấy thì ở video trước thì cái giống cái set đồ này là giống của anh kia đúng không? Tại vì anh kia bán lại cho anh này nè. Cái anh đường KK á, cái người mà hay xin bot thơ cho Khải á, bán lại cho anh này. Và lần này thì Khải mua bao tay này 3 kim nha nè. Đó. Quá tuyệt vời luôn. Bao tay này nữa thì sẽ lên được kháng lôi 75+2 nha anh em. 75+2 nha mọi người. Bao tay này sẽ được kháng lôi 75+2. Rồi đã mất tiêu rồi. Đã kêu dịch lại. Ác này tí là thằng ác này ngâm mi à. Này ngâm mi à. Con đi đâu đây? Chắc là vừa rồi phun rương, chắc vừa rồi là phun rương. Rồi, để mua bao tay này dạng như bao tay No 1 nè. Bao tay No 1 kháng lôi sinh lực luôn á. Nói chung là nó đẹp cái chỗ là mắt 30 và đều có hỗ trợ sinh lực lực nha anh em. Ở server thì Khải thấy khoảng 1 đến 2 bao tay cũng có kháng lôi 30, nhưng mà cái lượng sinh lực nỗ lực không có nha anh em. Lượng sinh lực nỗ lực không có nha mọi người. Nên là mua là chủ yếu mua cái dòng sinh lực nỗ lực anh em, chứ còn nếu mà kháng lôi 30 không á thì nó khoảng tầm 2 kim thôi. 2 kim hoặc 1 kim rưỡi thôi nè. Đó. Còn đây cả hai dòng luôn anh em ơi, quá đẹp luôn. Chung thì Khải mua tay này rồi thì Khải sẽ lên một video, Khải lên sẽ đồ mới cho anh em xem. Rồi ok, cảm ơn em đã theo dõi video và đừng quên ủng hộ Khải một like chia sẻ nha. Bye bye anh em.